Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Quý vị xin chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Chương trình do Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Moon thực hiện. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:20 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home. Thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình chúng ta sẽ gặp gỡ và chia sẻ với ba hoàn cảnh của ba gia đình khác nhau. Quý Linh cùng quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với họ, cùng đồng hành với họ, chia sẻ với họ quý vị nhé. Và bây giờ chúng ta gặp gỡ hai nhân vật đặc biệt trong ngày hôm nay, đó là khách mời rất là quan trọng với ba đội chơi thưa quý vị, đó chính là ca sĩ diễn viên Minh Luân và ca sĩ diễn viên Phương Thanh. Trời ơi, tổ ong luôn kìa. Đó, ba màu luôn. Dạ, giống Việt Linh. Đó, chúng ta về miền Tây thì đi với tổ ong rất là thoải mái ha. Bây giờ Phương Thanh tinh thần như thế nào đây? Nói chung là chưa biết là chơi trò chơi gì hay làm gì, nhưng mà nhiệt huyết, năng lượng và hết mình. Có sẵn hai cộng luôn để cột luôn lên chơi. Trời, cột trả do dễ. Còn Minh Luân cũng giống như chị Phương Thanh, sẽ nhất định là sẽ giúp cho các bé hoàn thành tốt nhiệm vụ với thời gian ngắn nhất. Rồi, mà quý vị ơi, cho tràng tay thật lớn cổ vũ tinh thần đi ạ. À, bây giờ mình làm câu gì cho nó máu lửa lên coi Phương Thanh. Rồi, sao sống quá đó. Nhớ em buồn làm đợi vừa hát vừa buộc quần vậy đó hả? Minh Luân cũng sẽ gửi đến quý vị một bài hát rất là quen thuộc là Miền Tây Quê Tôi. Yeah. Qua long lang chớ đào hương lúa còn dương, Tiền Giang Mỹ Tho cái bè Gò Công Tân Phước, Rạch Miễu xây cầu đường về Bến Tre gần hơn. Vỗ tay. Đường đi Vĩnh Long không còn những chuyến phà xưa, xe ta bon bon trên cầu Mỹ Thuận gió đưa, trà Vinh trà Phú đón chào mời nhau bánh tét. Ta đẹp rằng người yêu dấu tháp người chạm chim. Ghé bên mình yêu qua cầu Cần Thơ, nói người đôi bờ sông Hậu Giang, sông chẳng đón chờ nghe lời giao, cô nàng mang bánh ngon mua giùm em. Kiên Giang dòng điện miệt thứ An Biên, chiều qua Hà Tiên Đông Hòa hòn đất gò quao điện. Quên rồi. Trời, bài mình hát mà mình quên rồi sao Phương Thanh nhớ được? Vỗ tay. Hôm nay không khí là quan trọng nhất. Tốt tươi bao đời nuôi ta khôn lớn, giữa lúa quê mình đó là miền Tây quê tôi. Nhìn hát luôn nè, chứ chưa hát bài này bao giờ. Hả? Phương Hồng, Phương thì vỗ tay đi.
về ai nhớ ai thương. Vừa qua Long An chớ đào hương lúa còn dương, Tiền Giang Mỹ Tho cái bè Gò Công Tân Phước, Rạch Miễu xây cầu đường về Bến Tre gần hơn. Đường đi Vĩnh Long không còn những chuyến phà xưa, xe ta bon bon trên cầu Mỹ Thuận gió đưa. Trà Vinh trà Cú đón chào mời nhau bánh tét, xa đến rằng người yêu dấu táp người Tràm Chim. Thăm Kiên Giang dòng điện miệt thứ an biên, chiều qua Hà Tiên Đông Hòa hòn đất Gò Quao, Cà Mau mến yêu cuối trời U Minh sụp mũi, Ngọc Hiển Rạch Tàu cho nhớ thương nhiều Cà Mau. Ruộng xanh tốt tươi bao đời nuôi ta cũng lớn, giữa lúa quê mình đó là miền Tây quê tôi. Ruộng xanh tôm tươi bao đời nuôi ta phụng lớn, giữa lúa quê mình đó là miền Tây quê tôi. Xin trao cổ tay thật lớn chị Phương Thanh. Chị chưa từng hát bài này, chị chưa nghe biết bài này, mà thậm chí chị hát chỉ cầm điện thoại chị đọc lời mà chị hát hay như vậy đó quý vị. Còn chần chờ gì nữa, trao cổ tay thật lớn ạ. Cái gì cũng vậy. Trong một không khí như ngày hôm nay là nhiệt tình, tình cảm là quan trọng nhất. Như hôm nay với Phương Thanh bà hát này chưa hát bao giờ cũng không nhớ melody, nhưng mà vì cái tinh thần của ngày hôm nay quá là tuyệt vời cho nên cứ xung phong đây hát. Hát không được thì mọi người vỗ tay, lần sau xuống đây hát nữa. Cảm ơn Minh Luân với bài hát Miền Tây quê tôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với hình ảnh của ba gia đình để xem họ đến từ đâu. Mời quý vị đến với gia đình đầu tiên. Con tên Lâm Lê Ngọc Hân, con học lớp 9, trường trung học cơ sở Phú Tân. Hiện con đang sống cùng với mẹ, anh hai và bà. Ba con mất vì tai nạn giao thông. Tôi tên là Lê Thị Diệu Hiền, năm nay 46 tuổi, đang sống ở ấp Phước Quới, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Chồng bị tai nạn mất năm 2015. Đi đám nhà bà con đó xong rồi ảnh thấy mệt, nói với chủ nhà là về trước vậy đó, rồi về bị té. Ảnh mất đó là bé trai nó 9 tuổi rồi, bé Hân là lúc nó mới có 6 tuổi nè, nó cũng chưa biết gì không nữa. Con thấy ba nằm trên giường, con thấy mẹ khóc, ba con nằm im. Ước ba con sống lại để sống với con. Thật là ảnh mất thì hai đứa con nó cũng ít nói nữa, nó không, khi mình hỏi nó nhớ cha được không, nó khóc không mà nhưng nó không có nói. Nó đi học mà vô mà cô giáo hỏi á, hỏi bà đâu là nó khóc không nguyên một buổi luôn, nó không có học luôn. Ba
Tại bạn biết con có ba. Mẹ nói không có ba mà có con. Nhưng hồi ông mánh mất thì cũng gắng cố gắng làm vậy lắm. Rồi làm ai làm gì mình cũng gắng làm đi, có tiền nuôi con đó. Rồi cái từ đầu Covid được rồi đó là bị F0 đó, cái sức khỏe nó yếu luôn. Rồi cái thấy mệt hoài đi khám thì bác sĩ nói là bị hở quanh tim. Tôi ở nhà thì may quần áo cho người ta. Lúc này đồ ít rồi chứ mai ngày được có bộ à. Có khi không có nữa, rồi có khi hai bộ. Cũng như tùy bữa vậy đó. Tháng khoảng chừng 2 triệu. Kêu mẹ nghỉ đi. Khi nào khỏe làm nữa. Nghĩ à, khỏe mẹ yếu đi. Rồi ai nuôi con, ai sống với con. Sĩ nói là về là đừng có làm nặng, chứ đừng có suy nghĩ nhiều. Nhưng mà không suy nghĩ thì không được. Bây giờ là lao động chính rồi. Rồi con mình không biết sao nữa. Nó còn đi học nữa, rồi không biết sao lo cho nó để đi học. Hỏi mà bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ con. Con muốn mẹ sống được lâu với con. Mẹ mong muốn hai con là cố gắng học cho thành tài để có nghề nghiệp trong tay, để lo tương lai của mình, để mẹ yên tâm mà không có lo lắng cho con nữa, để mẹ mau hết bệnh để sống với con. Gia đình Việt chào đón gia đình chị đến với chương trình. Một cái hoàn cảnh rất là khó khăn, một hoàn cảnh mà ở đó thiếu trụ cột của người đàn ông chị hả? Có những lúc nào đó chị mệt mỏi quá mình bu xuôi luôn không chị? Thì cũng có những lúc mình cũng muốn bu xuôi, nhưng mà suy nghĩ lại thì mình còn hai đứa con nhỏ còn đang ăn học nữa, rồi mình bỏ nó vậy thì không biết nó sẽ ra sao nữa. Những lúc thiếu thốn trong gia đình thì không lẽ chị cứ khóc hoài vậy hả chị? Thì cũng gán đi, nhưng mình cũng mai đồ vậy đó. Chừng nào mệt thì mình nằm nghỉ một chút, rồi khỏe thì mình mai tiếp. Mà sức khỏe chị đâu có cho phép làm nặng đâu, đúng không? Dạ. Rồi nghỉ một cái ngày nào đó thì không còn thể làm được nữa, ai sẽ lo tương lai cho hai đứa con của mình? Khó quá. Em thấy cái điều quan trọng nhất bây giờ là chị phải giữ gìn sức khỏe nè, để chị nhìn thấy hai em, hai cháu của mình lớn lên, trưởng thành, đúng không chị? Lúc nãy em xem qua cái clip em thấy là một tháng như vậy thì chị chỉ có 2 triệu thôi, thì xoay sở như thế nào hả chị? Rồi những lúc mà chị làm không được rồi mình có được số tiền 2 triệu đó không? Hay là mình làm gái làm 2 triệu thì mình cũng xoay sở, mình có ít thì mình xài ít, mình gói ghém. Còn khi bệnh thì không có làm được thì cũng có ở quỹ ban, có mạnh thường quân cũng có ủng hộ hàng tháng cho phiếu gạo. 2 triệu không làm được gì hết á, chỉ có 2 triệu thôi mà ba mẹ con phải lây lất từ ngày này qua ngày nọ. Còn bà nội nữa, đúng rồi, vậy là ba người luôn. Hân ơi, thật ra chú biết rằng cuộc sống của con nó quá nhiều cái muộn phiền như thế, quá nhiều đau khổ như thế. Đôi khi con không dám nhìn lên trên, con chỉ gục mặt xuống thôi. Nhưng mà chú nghĩ rằng không nên như vậy con. Hãy cứ ngước thẳng mặt lên nhìn đời. Hãy cứ hướng thẳng về phía trước con à. Chúng ta có tự hào chúng ta được sinh ra và lớn lên trên cái cõi đời này. Chúng ta phải cố gắng từng ngày từng giờ. Mình có thể rằng không bằng nhiều người, nhưng mà con ơi, nhiều người cũng không bằng mình nữa. Vậy thì hãy ngẩng cao đầu lên nào, Hân ơi. Những cái lúc nào mà mẹ con khóc á, thì con sẽ làm gì Hân? Con sẽ an ủi mẹ. Phương Thanh cũng một cô cha từ năm 13 tuổi.
mẹ cũng bươn chải, cũng thợ may y chang chị. Tới con Phương Thanh cũng mồ côi cha, nhưng mà Phương Thanh may mắn hơn, được làm người công chúng, đỡ đần được kinh tế rất nhiều, cho nên có thể thấu hiểu được cái sự tủi thân trong chị. Những giọt nước mắt gần như là khóc để mà gượng đứng dậy, chứ cười là rất khó với chị. Nhưng mà bây giờ mình phải tập cười. Con gái, mẹ con bệnh rất là nặng, mỗi lần như vậy con ráng cười, không được để cho mẹ thấy mình khóc. Vì khóc như vậy chị rất là mệt. Do chị khóc nhiều, chị buồn nhiều. Bây giờ cố gắng nha, cố gắng lên nha. Yeah. Nào, bây giờ Hân, con ôm chú Minh Luân cái nào, cái truyền nghị lực cho con nào. Rồi, bây giờ bé Hân nè, nếu như bây giờ cho con một ước mơ thì con sẽ mơ ước như thế nào, có thể nói với chú, với mọi người được biết được không? Con ước con có thật nhiều tiền để chữa bệnh cho mẹ. Chữa bệnh cho mẹ. Rồi, qua radio của Vương Thanh cái nào. À, năng lượng của tất cả mọi người sẽ truyền đến con. Con như là con gái của cô nha, cô truyền cho con động lực. Con ráng lên nha. Mình phải mạnh mẽ hơn nữa trong cuộc sống con nha. Nào, hãy nhìn thẳng lên, cười tươi lên, cứ thẳng nhìn đời đi con. Thưa quý vị, đó là hoàn cảnh gia đình đầu tiên. Và số tài khoản của gia đình em Hân đang chạy trên màn hình. Quý vị có thể chia sẻ bất kỳ một thông tin nào đó, một lời động viên cũng được. Và bây giờ Quỳnh Linh xin mời quý vị chúng ta đến với hoàn cảnh thứ hai. Trường trung học cơ sở Hiệp Thành. Con ở chung với ông bà nội và em con. Mẹ con mất lúc con 5 tuổi. Con chơi đi lên thành phố làm kiếm tiền. Ông bà nội con hiệp bệnh và bà nội con thì đang bán tạp hóa nhà. Con đi học về con phụ bà nội con bán đồ. Còn những thời gian rảnh thì con đi đập ba khí kiếm tiền thêm. Tôi tên là Liêu Thị Dân, năm nay tôi 57 tuổi. Tôi nuôi hai đứa cháu nội, mẹ nó mất bị Covid. Thì trong lúc mà mẹ Sơn gặp ba Sơn thì gia đình rất là nghèo, khó khăn, thì mới cho hai đứa con đi làm mà để cho có tương lai với người ta. Bà nội cũng ở nhà cũng ráng bươn chải gì đó phụ giúp cho con, tại vì mình nghèo quá, để cho con đi làm. Rồi không may cho con nó bị Covid mất đi, bỏ lại hai đứa cháu. Em thấy là con thiếu một người ở trong gia đình á. Thấy cảm giác nó không được vui. Con muốn khóc nhưng mà tại con muốn khóc. Con khóc thì sẽ làm mẹ buồn. Con chỉ muốn làm một người đàn ông mạnh mẽ để cho mẹ vui. Nếu mà con khóc thì em sẽ khóc theo. Nên con không khóc. Con thương mẹ, nhớ mẹ. Một khi con gặp mẹ lần nữa. Gặp mẹ con sẽ ôm mẹ con nói là mẹ ơi đừng bỏ con, ở lại với con. Thương dâu đi làm tới ngày mất rồi không có được về gia đình, không ai thấy mặt hết. Rồi bây giờ ba thì cũng không có được bình thường không như người ta nữa. Thì mình tôi gồng gánh để lo cho cháu, cho nó là ăn học. Bệnh lên bệnh xuống cũng phải lo ra cố gắng cho cháu để nó học. Thì cháu nó nói thôi nội ơi, mà cho con nghỉ học đi để nội lo cho cha cho em con. Mà tôi cương quyết là không có cho cháu nghỉ, để cháu mà để đi học sau này nó đừng nên ngời. Nhưng bà nội nó giờ vô không có biết cái gì chữ nghĩa mà để được với người ta. Con hứa con học mẹ con cũng ham chơi, con ghén học kiếm tiền lo cho ông bà nội.
ước mơ sau này của con là cầu thủ bóng đá, tại vì con thấy hay và có được đá mỗi trận đấu thì sẽ được tiền, và con sẽ đá cố gắng đá để được tiền về cho ông bà nội. Con sẽ siêng năng hơn, học giỏi hơn và phụ giúp ông bà nội nhiều hơn. Dạ, con hứa với ba với mẹ là con sẽ không khóc và lo cho em. Chào đón gia đình đến với mái ấm gia đình Việt. Chào ba, chào hai con. Các con còn quá nhỏ để cảm nhận những nỗi đau từ gia đình. Và chú cũng thấy được rất nhiều cái giọt nước mắt của các con. Đặc biệt là con trai nhỏ nè. Con nhớ mẹ nhiều không? Nhớ. Hồi nãy chú nghe con nói là con cầu mong mẹ sống dậy hả? Dạ. À, rồi ba con lâu lắm mới về một lần hả? Dạ. Con nhớ ba không? Nhớ. Nhớ hả? Rồi, con trai nè. Mỗi lần mà em con khóc quá nhớ mẹ gì đó thì con nói gì với em mình? Dạ con nói là đừng có khóc nữa, khóc mẹ buồn. Khóc nữa mẹ buồn hả? Bà nội nè, sức khỏe bà sao rồi? Dễ bị viêm đại tràng, rồi huyết áp cao, đủ bệnh hết. Nhiều bệnh gì đó? Dạ, rồi bị viêm son sàn nữa. Ông nội sao? Ông nội thì bị viêm khí quản cấp, tai biến nhẹ, rồi suy tim. Rồi sáng ông nội bà nội nấu cơm cho con ăn đi học hả? Dạ. Chiều về con có phụ ông nội bà nội gì không Sơn? Dạ có, phụ bà nội bán đồ. À, bán đồ giỏi ha. Nhưng mà nãy con nói là con xin nghỉ học là chú không đồng ý á. Đừng có xin nghỉ học nha. Bây giờ trong gia đình á là chỉ có con đang học thôi. Cố gắng dìu dắt em học nữa. Dạ. Mình nghỉ học á sau này á là cái tương lai của mình rất là mù mịt luôn á con. Nha. Chỉ có học mới thay đổi tất cả số phận cho mọi người thôi. Hoàn cảnh thế này thì Minh Luân thấy sao? Ở buôn bán gì ở một ngày như vậy cũng khá không? Buôn bán lóc cóc đồ được ít vậy đó. Bán bánh trái ít đỉnh cả đá bào đồ vậy đó. Tại vì cô bệnh không có đi làm gì được. Rồi ở nhà ông nội có làm gì? Ông nội không, ông nội bệnh ổng bọp lắm. Ổng tướng tá, ổng phù tối ngày, ổng sưng sưng bị ổng tim nữa. Dạ, vậy là hình như là ở nhà vậy là một mình bác là người... Dạ, cứ xây chợ đó, bán nhỏ lẻ rồi ai mướn làm cỏ tôi cũng đi phụ làm để lo cho hai đứa cháu nè. Rồi ông khi nào ấy thì đi kiếm ốc bắt này bắt con kia đồ phụ cơm bữa cơm trong hả? Gia đình. Thật sự đó, khi nãy mà con nói là con không có khóc đâu, con không cho em khóc, cô Trần khóc. Cô Trần khóc vì là con là một người đàn ông, một người đàn ông thật sự. Tính con rất là tuyệt vời. Trong khi gia đình, sự yếu đuối trong gia đình rất là nhiều, nhưng con là người nhỏ bé nhất, nhưng mà con có một cái nghị lực, một cái sự quyết định rất là mạnh. Và khi nãy con nói là con ước mong của con làm cầu thủ bóng đá, con lãnh giải thưởng về, con lo cho gia đình. Cái này cô Trần có thể là tìm đường cho con vào đúng như ước mơ của con được không? Hay quá. Tại vì trong con đó, đầu tiên khi mà cô nhìn thấy con, cô thấy một cái sức chịu đựng rất là lớn. Con không khóc, con không ủy mị. Và trong ánh mắt của con rất là quyết liệt. Con sẽ làm được những điều mà con nghĩ, để con vực dậy cái tinh thần, cái kinh tế của gia đình này cho ông bà nội, cho bố và cho mẹ con. Cảm ơn Phương Thanh. Đúng như chị Phương Thanh nói. Cố gắng nha. Tức là khi xem qua cái clip á, nhìn ánh mắt của em nói là con nói là con không khóc, nhưng mà cái giọt nước mắt nó tự chảy. Cái từ mà con không khóc á, đã làm cho tất cả mọi người ở đây đều khóc. Phải khóc vì con. Cho nên là con yên tâm, tất cả mọi người ở đây sẽ luôn theo dõi con. Và chú Minh Luân, cô Phương Thanh cũng như là chú Nguyễn Linh chúc cho con, chúc cho em con và chúc cho cả gia đình lúc nào cũng được mạnh khỏe, bình an. Và ước mơ của con sớm thành sự thật nha. Dạ, con cảm ơn chú. Cảm ơn Minh Luân và Phương Thanh với phần chia sẻ đó. Thưa quý vị, hiện giờ thì số tài khoản của gia đình em Sơn đang chạy trên màn hình. Quý vị hãy xem và chia sẻ tất cả tình cảm của mình với gia đình hôm nay. Còn bây giờ, cô Linh xin mời quý vị đến với hoàn cảnh cuối cùng trong ngày hôm nay. Con tên là Mai Ngọc Tiền, con đang học lớp 4A1, trường tiểu học xã Hàng Vịnh. Con đang sống với bà ngoại.
Tên là Nguyễn Thị Kim Tiến, 69 tuổi, đang ở cùng với cháu ngoại Mai Ngọc Tiền. Tôi bán vé số, tiền có lúc rảnh thì phụ quán tiếp như ngoại. Còn bà tôi lội, lội đây đó, các ủy ban cho nó. Thì về thì chân cẳng nhất đi không nổi. Còn phải gán, bữa nào ế thì gán lội. Ba mẹ của cháu Tiền là mất là nó mới 12 tháng. Rồi bà nói vậy bà cũng khổ lắm, bà cũng ẩm cháu nuôi vậy thôi chứ còn không biết làm cái gì. Cái bà mới suy nghĩ là thôi bây giờ về bán vé số đi, chứ mình ở thành phố là mình sống không được đâu, đâu còn làm gì nổi nữa mà sống. Đó thì đem về bà cháu, hai bà cháu đó làm đi bán, mới đầu có bán có 30 vé. Số để thêm kiếm thêm tiền phụ giúp ngoại. Hiện tại ngoại con rất nhiều bệnh, có bệnh tiểu đường rồi nhức mỏi xương khớp. Con sợ mà ngoại con mất mà không có ai nuôi con. Gia đình con đi trịch chản, bể lũng to như vậy sập chân. Ở nhà con dọn rất là nhiều. Con thấy mấy bạn của cha mẹ con buồn. Con rất muốn được gặp cha mẹ con một lần để con ôm cha mẹ. Con sẽ cố gắng mạnh mẽ và có thể tự lo cho bản thân mình. Tôi bệnh hoạn hoài, tôi sợ nó nhà cửa thì chưa có. Rồi lo cho cháu đây, rồi nếu mình bệnh xuống mà nằm xuống, rồi nhà cửa gì đây nè. Cháu còn đêm nó sợ, nó ngủ, nó lấy gối nó đậy đầu nó không á. Nó sợ để toàn xuống á. Con muốn gửi đến bà ngoại là ngoại con có được nhiều sức khỏe. Thì giờ bà cũng xin là sao mà cho bà có số tiền để mà sửa chữa lại cái nhà nè. Bà cháu sống, chứ giờ mưa gió gì đó là một đêm mà hôm mình ngồi không mà chứ không có dám nằm sợ sập. Bà cũng mong bà của mình giỏi mà cháu của mình giỏi để mà nó học cho tới nơi tới chốn. Bà cũng khuyên nó hoài gắng đi, con gắng đi, gắng học đi. Con sẽ cố gắng học giỏi, có thể đến nỗi của cháu ấy. Chào bà. Chào con gái. Nơi chỗ nào? Gái xinh quá à. Con khóc là mọi người khóc hết trơn à. Ba mẹ con đi trên chiếc xe rồi tai nạn mất hết hai người luôn hả? Trời ơi. Chỉ có một mình bé Tuyền thôi hả? Năm đứa, năm anh em nữa. Năm anh em nữa? Nó con này nhỏ nhất nè, tôi mới đem về nuôi đó. Trời ơi. Bốn người kia đâu? Bốn kia ở thành phố đi làm hồ vậy. Anh chị bao lâu mới về thăm con một lần? Dạ, lần nào mà có gì gấp lắm mới về. Có gì gấp lắm mới về hả? Con có nhớ anh chị nhiều không? Sao vậy? Con chỉ cần bà ngoại thôi. Hình như trong lòng bé rất là ấm ức. Ê, để bỏ em nhiều quá. Ok, con lên đi. Sao bà không khuyên anh chị về thăm bé Tuyền nhiều chút xíu? Nó làm có bữa nó còn không có ăn nữa. Không có tiền, làm hồ có thất nghiệp. Có anh chị nhiều mà cũng như không có luôn. Như không có luôn, có khi là năm ngoài 2 năm chưa về. Thật ra là con có nhiều anh chị đó. Nhưng mà vấn đề là chắc anh chị con lo làm ăn, không có cái cơ hội, không có điều kiện để về thăm con thôi. Hy vọng là anh chị con sẽ làm có tiền rồi về lo cho con. Con có mong điều đó không Tuyền? Có hả? Trời ơi, ra là nghe câu chuyện mình luôn cảm thấy rất là xót xa. Rất mong khi mà anh chị của bé Tuyền nếu mà có xem qua chương trình này thì
mình hãy sắp xếp thời gian về với gia đình, về với em út, và đặc biệt là về với bà ngoại nữa, tại bà ngoại cũng lớn tuổi rồi. Thật sự đó thì cũng không có trách mấy anh chị được. Khó khăn quá. Khi mà mình khó khăn mình mới hiểu được là một chuyến đi bao nhiêu tiền, mà một tháng thất nghiệp là cũng không có tiền ăn luôn. Tội nghiệp em nhỏ xíu à, nhưng mà em là người tuyệt vời nhất. Em có biết điều đó không? Em thương bà ngoại nhất luôn á. Cái quan trọng ở đây không phải là vì tiền nữa, mà đó là cái tình. Bởi vì bé Tuyền còn quá nhỏ để có thể tự chăm sóc em ấy, mà anh chị em đã lớn rồi. Cho dù khó khăn gì nữa thì chỉ có đứa em thôi mà. Linh nghĩ không có khó đâu các bạn. Hãy về với em mình đi, bằng cách nào đó kết nối với em mình nhiều hơn nữa, gặp gỡ em mình nhiều hơn nữa. Dù sao cũng là anh em ruột của mình đó mà. Mình ở một nơi nào đó xa, rồi mưa gió bão bùng, rồi em mình còn nhỏ như thế nào, mình ở ngay bờ sông nữa bà hả. Rồi lúc gió lúc bão chắc là nó nguy hiểm lắm á bà ha. Lúc nãy con có xem qua cái clip là mà muốn mơ ước là có một cái căn nhà để nó khang trang hơn, để che mưa che nắng. Nãy thấy cái nhà không, 20 năm mà lấy nhà đó nó muốn sập rồi. Đối với gia đình của bé Tuyền gần như nó không có gì hết á. Ngôi nhà thì trống trước hụt sau, có thể bay bất kỳ lúc nào cái nóc đó. Nhà thì không có trụ cột trong gia đình, bà thì không có sức khỏe, Tuyền thì không có anh em ở gần. Nếu như mà có một số vốn thì bà sẽ làm gì? Thì bà sửa lại căn nhà đó. Sửa nhà, rồi sửa nhà rồi lấy gì ăn? Còn lại có tiền nữa thì mình chăn nuôi rồi vậy thôi, sống bán bà số. Bà có đất không mà chăn nuôi? Có ở sau đó đó. Được mình chán cái nè, là mình xây lên mình chán hết rồi, chỉ còn cái nóc nhà với em vách nè. Bây giờ chỉ cần lợp cái nóc nhà lên là nhà là ngon lành đúng không? Rồi, rồi còn dư một số vốn là bà sẽ chăn nuôi. Cụ thể là muốn chăn nuôi gì? Nuôi mình gà. Nuôi heo. Nuôi heo hả? Nuôi heo thì cần vốn khoảng bao nhiêu? Hai con năm triệu đi đó. Bây giờ thật ra là bây giờ sửa là cái mái nhà và nuôi khoảng mấy con heo thôi là bà có thể phát triển kinh tế được rồi ha. Rồi đầu tiên Quỳ Linh sẽ cho người lợp lại cái mái nhà cho bà. Yes. Để nó che nắng, che mưa. Yeah. Để nó ấm áp trong gia đình có hai bà cháu thôi. Đặc biệt là con phải học giỏi. Giống như nãy con mơ ước là con phải lo cho chính bản thân của con được. Đôi mắt rất đẹp nhưng mà buồn. Sâu thẳm trong đôi mắt ấy luôn luôn tuôn trào những cái trăn trở, những cái khắc khoải trong cuộc sống này. Tôi thấy rằng tuy nhỏ nhưng con rất là bản lĩnh đó Tuyền à. Thưa quý vị, đó là câu chuyện của gia đình em Tuyền. Số tài khoản của mỗi gia đình đang chạy trên màn hình. Quý vị hãy chia sẻ quý vị nhé. Thưa quý vị, còn bây giờ chúng ta xóa đi những nỗi buồn đó, chúng ta sẵn sàng đến với chương trình Mãi Ấm Gia Đình Việt để tìm ra những cái giải pháp để đưa đến những cái phát triển kinh tế cho gia đình. Hy vọng là sau chương trình bà sẽ có một mái nhà, sẽ có những con heo nuôi, rồi gia đình em Sơn sẽ có thêm nhiều kinh phí để hai em đi học, và đặc biệt gia đình em Hân sẽ có tiền để lo sức khỏe cho mẹ và đóng tiền học phí. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho Phương Thanh và Minh Luân. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách đầu tiên dành cho Minh Luân và Phương Thanh. Quỳ Linh đang có quyền ưu tiên. Nếu chúng ta chiến thắng ở thử thách này, chúng ta sẽ có quyền ưu tiên dành cho cả ba em, đó là em Hân, em Sơn và em Tuyền. Nhưng mà bây giờ làm gì anh Linh? Đơn giản đó, thấy bánh phồng tôm. Nhiệm vụ các bạn là chiên hết cái bánh phồng tôm này. Dạ. Cho nó chín hết là xong thôi. Rồi em ăn. Ăn cái dĩa này nè, ăn cái dĩa này. Với thời lượng là 2 phút. Chuẩn bị. Vừa làm vừa ăn đúng không? Đúng rồi. 1, 2, 3, bắt đầu. Đó. Vừa chiên bánh vừa ăn. Chiên sao cho nó khé, chị bỏ nhiều quá nó không được. Được, bỏ. được. Không có được. Bỏ nhiều quá nó đầy cái chảo sao nó chín. Chín nha, chín ăn được nha. Đúng rồi. Chúng ta đã đến thử thách dành cho Phương Thanh và Minh Luân. Đó. Chưa chiên bánh vừa ăn. Để coi sao nha. Chiên cho nó chín nha Phương Thanh nha. Chín mà. Nhiệm vụ các bạn làm sao cho nó chín. Nhưng là 2 phút nha, chúng phải ra nha. 30 giây đầu tiên, chúng ta còn phút rưỡi nữa. Bỏ bên phòng vô, mau lên. Thôi, bỏ nhiều chừng nó không chín đó. 50 giây,
Tặng kiếm đi chị Chánh. Từ từ, từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh. Tặng cho nó hết nha. Tặng cái lẹ. Đúng rồi. Cố gắng lên. Còn một phút nữa. Từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh. Bánh chưa ăn nè, ăn chưa hết là chưa chín, chưa ăn mới được chứ. Bánh chín nhanh, bánh nhanh. Trời ơi, ăn tiếp đi. Bánh chín nhanh lên. Bánh chín nhanh lên. Vừa chiên vừa ăn, quan trọng là ăn hết bánh nữa nè. Sao bếp của bà Chanh khó dữ vậy? Đổ dầu vô hả? Đổ dầu xuống dưới rồi. Nhanh lên. Vừa chiên vừa ăn, mau lên. Hết rồi, hết rồi. Ăn bánh đi. Ăn tiếp đi. Ăn tiếp đi. Ăn cho nó hết cái này luôn. Ăn thì nào hết thôi. Còn 15 giây. Nhanh lên, ăn hết bánh. Quan trọng là hết bánh nữa nè, Minh Lưng. 10 giây cuối cùng. À, quan trọng là hết bánh nè. Cái bánh nhau lên. Nhanh lên. Đếm ngược. 9 8 7 6 5 4 3 2 2 Chưa, chưa còn miếng nữa luôn luôn. Hết. Cái này nó không có chín, ăn không có được. Cái này nó không có chín, ăn không có được. Ai biểu mình chiên không chín mình ăn chi? Đúng không? Cái nó lỡ rồi ăn cho nó hết cái không chín đi. Rồi vô bụng nó sẽ chín. Rồi vô bụng nó sẽ chín. Rồi chúng ta cho Minh Luân và Hoàng Thanh một tràng pháo tay đúng quý vị. Với những nỗ lực của các bạn thì các bạn sẽ giành được quyền ưu tiên. Nào rút ra, rút ra, rút ra. Gì đây? Được giảm 10 ống nước. Chúc mừng. Đó là quyền ưu tiên dành cho cả ba nhân vật của chúng tôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách đầu tiên dành cho em Hân, em Sơn và em Tuyền. Ngay bây giờ thì chúng ta quên đi tất cả mọi muộn phiền đi. Chúng ta sẽ đến với thử thách của chương trình. Hy vọng rằng với những nỗ lực của các con thì chúng ta sẽ chiến thắng. Ba em đến từ ba nơi khác nhau quý vị. Một bạn là Năm Căn, Bạc Liêu và Sóc Trăng. Nhiệm vụ các con như sau: cùng với các tình nguyện viên, các con di chuyển qua các chướng ngại vật. Mỗi người đi một lần, lấy một cái ống nước đem về đây. Sau đó chúng ta ráp thành cái nhà giống như cái mẫu kia kìa. Đội nào ráp nhanh nhất với thời gian thấp nhất, đội đó có cơ hội chiến thắng ở trong chương trình Mám Gia Đình Việt. Minh Luân. Dạ. Cổ động mạnh lên nào. Cố lên, cố lên, cố lên. Bên đây là Phương Thanh, bên đây là Minh Luân. Hai bạn phải cổ vũ lớn lên nha. Thử thách dành cho ba em Hân, Tuyền và Sơn. Bắt đầu. Cố lên, 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 cố lên. Càng nhanh càng tốt. Cố lên, nhanh cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Đúng rồi, lên nhanh lên. Ráp được cái gì ráp, chạy luôn. Ráp đi, ráp đi, ráp được đó. Vừa chạy vừa ráp cũng được. Ráp lẹ lên, ráp lẹ lên. Cố lên, cố lên. Một người ráp đi, ráp lẹ lên, ráp lẹ lên. Chúng ta đang đến với phần thử thách dành cho ba em. Với thử thách đầu tiên này, hy vọng các em phải làm thật nhanh để chúng ta có số thời gian càng thấp càng tốt. Cổ động viên ơi, vỗ tay lớn lên nào. Vỗ tay lớn lên, nhanh lên. Đây là những cổ động viên hết sức là nhiệt tình của chúng ta đây. Coi chừng nó rớt ra nha, cẩn thận. 2, 3, cố lên. 2, 3, cố lên. Để xem đội nào sẽ đáp nhanh nhất đây. Thấy hiện nay thì đội của Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng đang rất là nhanh ha. Gần như có hình thành được mái nhà rồi. Đội thứ hai là đội em Sơn, đến từ Bạc Liêu, cũng đã bắt đầu hình thành cái mái nhà rồi. Đội em Tuyền, đến từ Năm Căn. Rồi, bên kia kìa anh Linh. Tuy em rất là đó nhỏ rồi, nhưng mà em cũng rất là kìa. Coi chừng rớt, cắt vô cái này vô. Vô. Một đội. Đội Phú Tân, đội Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Phương Thanh ơi, Minh Luân ơi, cổ động lên nào. Đội thứ hai là đội Sơn, đến từ Bạc Liêu và Năm Căn. Năm Căn nhanh lên, Năm Căn làm có một căn thôi. Đâu rồi? Lộn rồi, lộn rồi. Thôi, cố lên Năm Căn. Công đoạn cuối cùng. Gắt ngang là xong, gắt keo. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên.
Rồi, okay. Hôm nay phải khá khen cho đội Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Các bạn có sáng kiến là làm ngay từ đầu, vừa làm vừa lấy nên thời gian nó rất là nhanh. Còn bây giờ Quỳnh Linh sẽ công bố kết quả. Đội có thời gian 5 phút là đội Em Tuyền đến từ Năm Căn. Đội thời gian kế tiếp là đội Hoàng Sơn đến từ Bạc Liêu, 4 phút 10 giây. Và đội đầu tiên có thời gian thấp nhất đó là đội Em Hân đến từ Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng với 4 phút 08 giây. Như vậy là đội Em Hân đang là đội dẫn đầu nha. Còn bây giờ Quỳnh Linh xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho Minh Luân và ca sĩ Phương Thanh. Hai chảo bánh phồng tôm đã đem về chiến thắng cho Minh Luân và Phương Thanh. Bây giờ tiếp tục chúng ta vượt qua thử thách thứ hai nữa để đem một quyền ưu tiên nữa cho cả ba gia đình với nhiệm vụ hết sức đơn giản. Lần này không có chiên xào gì nữa mà chúng ta chơi thôi, chơi cho nó vui, không vui thì nghỉ chơi. Đó, mình cầm trái bánh này nè, mình thấy lên đây, đó cho nó chạy vô sau, cho lọt vô cái lon này. Thời gian là 3 phút, chuẩn bị, thời gian bắt đầu. Đó, thấy sao mà mỗi cái lon nó vô một cái. Hay quá mình luôn. Đứng xa xa ra. Vậy. Vô. Vô đi, vô. Vỗ tay. Trời ơi. Mỗi lon hai trái nha. Vô. Hai trái. Còn cái này chung cái đây nào. Cái lon đó. Vô. Bây giờ Phương Thanh còn đây hai trái nữa thắng nè. Từ từ. Vô con. Vô trời ơi. Vô. Mình luôn còn hai cái này, mỗi cái trái nữa là thắng. Còn một ly nữa. Một ly nữa. Quá phụ Phương Thanh. Phương Thanh còn đây nè. Còn cái ly này chưa có trái nào nè. Trái nữa. Còn trái nữa. Cái ly cuối cùng đó. Luân hên quá Luân. Hên hay. Không, hay. Hay với ai hên đúng không chị? Hay hả? Hay chứ mấy anh. Em la quá mà cái ly kia không vô thế nào chứ Thanh. Nhưng mà hôm nay phải nói cũng xuất sắc đó. Cũng khó lắm, không giỡn thôi nha. Rồi, mỗi ly như vậy là có hai quả bóng. Chúc mừng Phương Thanh và Minh Luân. Chúng ta rút quyền ưu tiên nào. Được giảm 5kg cát. Như vậy là thử thách thứ hai dành cho cả ba em. Quan trọng nhất vẫn là thử thách này thưa quý vị. Với thử thách lần thứ hai này, để xem gia đình nào sẽ là gia đình bước vào vòng đặc biệt của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Xin mời. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào thử thách rất là quan trọng để xem ai sẽ được giải nhất, ai giải nhì và ai giải ba. Nếu như ai có tổng số thời gian thấp nhất, chúng ta sẽ về ba nhận được số tiền thưởng là 15 triệu đồng. Nếu như ai về nhì, chúng ta sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 20 triệu đồng. Còn nếu ai có thời gian thấp nhất, chúng ta sẽ bước vào vòng rút logo của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Mà rút logo thì chắc cũng khá nhiều tiền ha. Thử thách này các con phải cố gắng hơn nhiều hơn nữa nha. Nhiệm vụ như sau. Ở đây mỗi người sẽ có cái bài. Mỗi lần đi mình sẽ có cái bài. Mình nắm cát, không biết nắm sao đó. Mình đi vừa qua đó, bỏ vô cái xô. Chừng nào mà cái xô cát đó nó rớt xuống, nó đâm bể cái bong bóng kia là xong. Cố lên. Bây giờ sẽ có 3 số. 1, 2, 3. Ai bóc số 1 thi đầu, bóc số 2 thì thứ hai, số 3 thì số 3. Rồi bây giờ ưu tiên cho tiền là nhỏ nhất đúng không? Rồi con rút đi, số mấy? Đưa lên. Số 3. Hân với lại Sơn lên đây. Ưu tiên con gái thì con ha. Đó hai số nè. Rút. Rồi. Số 1. Như vậy là Hân thi đầu tiên. Rồi bây giờ thì hai đội kia về vị trí, còn Hân ở lại. Cố lên. Đây coi đồng hồ đi. Đây, chuẩn bị đó. Bóc hai tay thôi, bóc một tay thôi. Tức là một cái bài này với lại một
Đây, vậy đúng không? Đúng rồi. Đó, đúng rồi, đó, vậy đó. Hai tay luôn. Đó. Hai tay. Rồi. Rồi, rồi, chuẩn bị. Cổ động lên nào, cô Lùng Viên ơi. 1, 2, 3, bắt đầu. Di chuyển mạnh lên. Càng nhanh càng tốt, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh nhất có thể. Nhanh lên Phương Thanh. Máu lửa luôn. Cố lên. Cẩn thận, nhanh lên, nhanh lên. Làm sao mẩy bong bóng nha. Cố lên nào. Nhanh lên, nhanh, nhanh. Từ từ, từ từ. Nhanh nhất có thể. Đổ cát không phía ơi. Đội Phú Tân, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Rồi chạy về, mau lên. Cố lên. Ê, cầm xa ra. Chưa bể. Ôi. Chưa bể, chưa bể. Kéo lên, lấy kéo lên, lên. Rồi, ok. Như vậy là đội đầu tiên rất là nhanh, đúng quý vị. Đội tiên rất là nhanh. Đã làm bể bong bóng rồi. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với đội thứ hai, đó là đội em Hoàng Sơn đến từ Bạc Liêu. Khỏe của Minh Luân với lại Phương Thanh sao rồi? Ổn định. Hả? Ngon lành, ngon lành. Ổn định đúng không? Cố gắng nha. Sơn cố gắng chạy nhanh luôn con nha. Bây giờ bước vào vị trí thì chuẩn bị sẵn sàng nào, cầm cái bay lên. Chuẩn bị. 1, 2, 3, bắt đầu. Cẩn thận, từ từ đi qua để nó bập bên, nó bị văng xuống nha. Đúng rồi. Nhanh lên. Đúng rồi. Mình luôn cầm nhiều quá. Tay nhiều quá, cái bay luôn, cái tay bự quá. Do cái tay nó lớn thôi, tay nó cầm nhiều vậy. Cố lên nào. Một vòng nữa thôi, một vòng nữa thôi. Nhanh lên, chúng ta đang đến với thử thách thứ hai dành cho em Hoàng Sơn. Ơi, làm nhanh quá, có nhiều kinh nghiệm thưa quý vị. Như vậy là đội thứ hai cũng đã dừng lại. Chúng ta sẽ tiếp tục đội cuối cùng, đó là đội của em Tuyền. Rồi, tất cả sẵn sàng, tội nghiệp. Mẹ, nó nhỏ quá, cái tay nó hơi nhỏ. Hy vọng cái bàn tay thần thánh của Minh Luân. Chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu. Ê, 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 ê. Không sao, không sao, đi con, lên, lên, lên. Ok. Thôi thôi, tội nghiệp bé. Tay mình luôn bằng cái giá luôn rồi đó. Bự quá, bự luôn rồi đó. Cố lên. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên luôn. Hy vọng bàn tay thần thánh của Minh Luân. Trời ơi, tội nghiệp nhỏ có chút xíu, cái tay có chút xíu à. Cố lên. Vô. Trời ơi, bàn tay thần thánh của Minh Luân nó hốt bằng con khúng cát luôn rồi đó. Thưa quý vị, như vậy là cuối cùng thì đồng hồ cũng đã dừng lại. Và ba đội đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bây giờ Quỳ Linh sẽ công bố kết quả xem đội nào sẽ bước vào vòng đặc biệt nha quý vị. Thưa quý vị, như vậy là những nỗ lực cố gắng
của các em nhỏ cùng với Minh Luân, cùng với Phương Thanh đã hoàn thành. Bây giờ chúng ta sẽ công bố kết quả xem đội nào sẽ nhận được 15 triệu đồng, đội nào 20 triệu và đội nào là bước vào vòng đặc biệt của chương trình. Chúng tôi xin công bố thời gian cao nhất 6 phút 02 giây. Gia đình đó sẽ nhận được 15 triệu đồng. Gia đình kế tiếp là 5 phút 32 giây. Về nhì nhận được 20 triệu đồng. Và gia đình thứ ba là 5 phút 29 giây. Chỉ hơn gia đình về nhì có 3 giây thôi quý vị. Gia đình nhận được giá trị giải thưởng 15 triệu đồng chính là gia đình của em. Em Tuyền đó, mình nhận được 15 triệu đồng đó. Bà thấy sao? Mừng lắm. Tuyền, con thấy sao Tuyền? Dạ con cũng thấy vui. Con thấy vui, cũng thấy thương. Bé nó nhỏ quá. Cái lần thử thách đầu tiên á thì làm cái nhà nó cũng hơi chậm. Phía sau nhờ chú Minh Luân cái bàn tay thi thần thánh đó, nhưng mà cán cứu mà cứu cũng không nổi. Thấy thương con lắm ha. Nhưng mà 15 triệu đồng cũng là một giá trị rất là lớn so với gia đình của con trong giai đoạn này. Đặc biệt thêm nè cái nữa là hôm nay với máy ấm gia đình Việt sẽ che cho con cái máy để cho cái nhà đó nó không có mưa, không có giọt con ha. Rồi chúng tôi sẽ cho người thay là cái máy tôn cho bà. Rồi chúc mừng bà nha. Cảm ơn. Còn bây giờ chúng ta còn hai gia đình quý vị. Đội về nhì và đội bước vào vòng đặc biệt nó hơn nhau có 3 giây thôi. Ai sẽ là người bước vào vòng đặc biệt với các logo của máy ấm gia đình Việt? Đó là gia đình của em Hân hay là em Sơn? Ai là gia đình của Hân giơ tay lên. Hơi ít quá đúng không? Ai gia đình của em Sơn? Có vẻ là ủng hộ em Sơn nhiều hơn. Nhưng mà thời gian sẽ quyết định tất cả. Đúng rồi, chỉ có 3 giây thôi. Đó là gia đình của em. Em Hân. Chúc mừng gia đình em Hân thưa quý vị. Như vậy là em Hân đến từ xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng đã là gia đình bước vào vòng đặc biệt chúng tôi. Mẹ thấy sao nè? Tôi thấy rất là vui. Tôi thấy có tiền cho con ăn học và mình được trị bệnh nữa thì vui. Sao khóc nè? Mừng á, khóc mừng á. Cười đi. Dạ, cười khóc cho khỏe người đi. Có bao giờ chị có niềm vui đặc biệt như thế này chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Hân ơi, con thấy sao con? Con thấy vui. Vui lên nào, con cười lên. Nè, ngước mặt lên coi. Đúng rồi. Không có được gục mặt xuống nữa. Đúng rồi. Chú tin rằng á là con sẽ bước vào vòng đặc biệt, ở đó con sẽ gặp rất nhiều may mắn nha. Rồi còn Sơn, hôm nay gia đình con sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 20 triệu đồng. Con có cảm nghĩ như thế nào nè? Con thấy tiếc. Tiếc hả? Nếu mà có làm lại con làm tốt hơn không? Dạ có. Con hãy dùng số tiền 20 triệu này lo cho việc học nè, lo cho em nè và lo cho bà nữa nha. Chúc con và gia đình lúc nào cũng mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Dạ. Rồi, rồi. Bà thấy sao bà? Dạ cũng rất là mừng, rất là vui. Được số tiền này cũng gắn lo cho hai cháu ăn học. Một lần nữa thì chúc mừng cho ba gia đình, một tràng pháo tay thật lớn nào. Chúng ta sẽ theo chân của đội em Hân đến với vòng đặc biệt rút logo của máy ấm gia đình Việt. Xin mời. Chúc mừng Hân đã đến với vòng đặc biệt của máy ấm gia đình Việt. Bây giờ con sẽ đến với vòng rút logo. Chúng ta có 8 bản logo. Nếu chúng ta thực hiện thử thách trong vòng 1 phút 30 giây thì Hân sẽ có cơ hội rút luôn 8 bản logo luôn. Còn nếu như con thực hiện thử thách trong vòng 2 phút, con sẽ 6 bản logo. Nếu 3 phút có 4 bản logo. 3 phút trở lên là 3 bản logo. 4 phút 2 bản logo. 5 phút trở lên là 1 bản logo. Và đừng bao giờ vượt qua 10 phút. Nếu qua 10 phút chúng ta sẽ không có bản logo nào hết, là coi như chúng ta không có tiền luôn. Con hiểu không? Dạ. Nhiệm vụ các bạn là vượt qua các chướng ngại vật và tháo trên cái túi nhỏ nhỏ đó, đi qua cầu khỉ và xách hết lên, mình mở ra hết. Trong đó là những cái con số, mình mở hết con số ra đặt trên bàn hết. Sau đó mở cái bảng ra, mình giải toán thôi.
Tức là chạy xong hết rồi mình mới giải thoát. Mới được mở cái bảng. Các bạn ở trong đó sẽ có những con số các bạn đặt trên đó đi. Sau đó chúng ta sẽ điền vào chỗ trống trên cái bảng đó là xong. Thời gian dành cho đội của em Hân với vòng rút logo bắt đầu. Đi con, đi 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 đi. Đúng rồi. Đi ngang, đi ngang. Đó, đi con khỉ rồi. Mở lấy con số ra biết đó, đặt cho nó vào vị trí vậy hồi mình dễ. Nhanh lên. Nhanh nhất có thể. Chỗ này là nó vậy nè. Lần này lấy cái kinh nghiệm hơn đó. À, thôi hay quá. Đó, càng làm càng có kinh nghiệm. Nhanh nhất có thể. Kỳ quá. Rồi, chạy nhanh lên. Con giật cái dây vàng ra mới kịp. Giật ra, giật đứt cái dây vàng. Rồi, chạy mau lên. Hết chưa? Đủ số thì ta sẽ giải toán thôi. Nhanh nhất có thể. Còn có 6 túi nữa thôi. Giật cái dây ra coi. Nhanh lên để ta thực hiện giải toán nào. Còn 3 túi nữa. Non queo. Cố gắng lên. Con con có 2 túi à. Kỳ quá. 1 túi cuối cùng. Dạ dạ. Cố lên mình lưng. Dạ dạ. Hay hay. Nhanh lên. Rồi giải toán. Mở lên nào. 25 25 nè. Đúng rồi. 11 còn 14 bằng 25. Rồi nhanh. 14 còn 19 bằng nhiêu. 14 còn 19 bằng nhiêu nè. 33 nhanh lên. 33 đây. Rồi tiếp đi. Mấy cộng 15 bằng 41 kìa. 26. 26 nè. 11 mấy? Cộng. Không, 29 mới đúng. Nè, hai mấy trừ 19 bằng 20 nè. À. 39 trừ 19 bằng 20 đúng rồi, giác vô. Yeah. Hết rồi. Hết rồi, xong rồi. Đúng chưa? 11 cộng 14 bằng 25. Chị Chanh này nãy cộng luôn. 39 cộng trừ 19 bằng 20 đúng rồi. 14 cộng 19 bằng 33. Đúng rồi, 40 trừ 33 bằng 7. Đúng rồi, 7 cộng 30 bằng 7. 3 cộng 27 bằng 30. 26 cộng 15 bằng 41. 4 cộng 37 bằng 41 luôn. Tuyệt vời. 3 phút 2 giây thưa quý vị. Như vậy là gia đình của em Hân sẽ nhận được 3 bản logo của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Yeah. 3 bản. Yeah. Thưa quý vị, rồi mọi khó khăn sẽ trôi qua, rồi tất cả muộn phiền nó cũng trôi qua. Sau cơn mưa trời lại sáng và ngày hôm nay rất nhiều giọt nước mắt đã rơi và ông trời cũng đã đổ mưa để đồng cảm điều đó. Vào sau cơn mưa thì tất cả mọi thứ nó cảm giác rất là bình yên, mát mẻ quý vị. Tôi nghĩ rằng ngày hôm nay cả ba gia đình chúng ta cũng sẽ có rất nhiều cái niềm vui hạnh phúc sau những chuỗi dài rất là khó khăn. Chúng ta lại tiếp tục đến với một phần quan trọng nữa, đó là rút logo của gia đình em Hân. Bây giờ thì mình chọn logo nào? Mời chị. Mọi người có thể tư vấn giúp gia đình của Hân à. Logo nào ạ? Số mấy chị? Xin chọn số. Số 2. Số 2. À, số 2. Rồi, số 2. Mở bảng số 2. Mời chị với Phương Thanh ra đây. Mình rút số 2. Rồi. Từ nha. Nào. Rút chưa? Bao nhiêu tiền à quý vị? Rút đi. Bao nhiêu ạ? Con hoa sen máy ấm gia đình Việt. Xong rồi. Bao nhiêu? Mười triệu đồng đầu tiên dành cho chị. Chúc mừng chị. Rồi chị số mấy con gái? Số mấy à? Con số mấy? Dạ chọn số 5. Số 5. Số 5 à? Số 5, rút số 5. Số 5, Minh Luân. Dạ. Cùng với Hân ra đây. Đây con. Dạ con. 50 triệu. 50 triệu. Bao nhiêu quý vị? 50. Ống nhựa hoa sen dẫn nguồn hạnh phúc. Bi. Bao nhiêu? 30. Gì đây? 30. 2. 3. 3. Nhanh lên. 30. 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
chúc mừng luôn. Chúc mừng con. Ba. Số 3. Bây giờ mình còn một số nữa. Số 7. 4. 4. Số 4. Số 4. Số 4. Rồi. Số 4. Và cuối cùng là số 4. Rồi, số 4. Rồi, mở số 4. Mời cả nhà qua đây. Rồi, cả nhà qua đây. Nào, Phương Thanh, Minh Luân. Kéo con, Minh Luân, bàn tay vàng. Đúng rồi, Minh Luân, Phương Thanh đứng trước nè. Không, cho con đứng trước, con đứng trước. Con đứng trước đi con. Đây, đưa đây, kéo đây. Cho nó nhiều. 5 chân kéo. 2. Chị ơi. À, chết hỏng chân em. Ê. Mày nhau. Ai. Đâm con. Kéo. Thôi, mà xe em ấm đi đình việc. Trời ơi. Bao nhiêu? Số 5 rồi. Số 5 rồi. Số 5, số 5. Không lẽ 105 triệu. Rút ra 35 triệu. Tuyệt vời luôn. Như vậy là chúng ta đã có số tiền là 35 với 15 là 40 là 50. 50 với 10 triệu là 60 triệu đồng. Bây giờ sao, Phương Thanh thấy vui không nè? Mừng quá. Bây giờ nè Hân, con thấy sao Hân? Con vui. Vui thì cười tươi lên đẹp gái nào. Hồi nãy con ước mơ có tiền lo cho mẹ đó. Chị ơi, cảm xúc của chị bây giờ thế nào, chị nói đi nào. Cảm xúc bây giờ là rất là vui luôn, chắc khỏe luôn á, hết bệnh luôn á. Chắc khỏe luôn á, hết bệnh luôn á. Vui tới nỗi mà ông trời mưa luôn đó quý vị. Nhưng mà hôm nay chị cầm 60 triệu này về, đầu tiên chị sẽ làm cái gì? Đầu tiên là mình sẽ đi chỉ bệnh mình trước đi, rồi xong rồi mình phải có sức khỏe, mình chăm con. Còn một số tiền lại còn lại thì mình mua máy tính cho con học, với mua chiếc xe đạp cho con. À, đó. À, như vậy là hôm nay là những ước mơ đã trở thành hiện thực rồi ha. À, chúc mừng gia đình chị. Bây giờ Quỳnh Linh xin mời cả ba gia đình ta trở lại sân khấu để nhận quà từ chương trình Má Ấm Gia Đình Việt. Thưa quý vị, trời đã đổ mưa. À, chúc mừng gia đình may mắn đã đến với cả ba gia đình ngày hôm nay. Và bây giờ xin mời cả ba gia đình nhận giải thưởng từ chương trình. Mời Phương Thanh. Rồi, đây cho hai bà cháu nhiều sức khỏe và được lập mái tôn, xong rồi có heo để mình chăm lo cuộc sống về kinh tế ha. Rồi con cháu của mình sẽ về thăm mình. Xin mời Minh Luân. Rồi, chúc mừng Sơn nha. Có thể hôm nay con không được may mắn về nhất, nhưng mà chú chúc cho con và bà là sẽ gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống, mà quan trọng nhất là sức khỏe. Và quý vị ơi, hãy ủng hộ cho chương trình Máy Ấm Gia Đình Việt và hãy ủng hộ cho ba gia đình của chúng tôi nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ chúng tôi xin mời anh Nguyễn Văn Trưởng, đại diện tập đoàn Hoa Sen, giám đốc chi nhánh tỉnh Bạc Liêu, sẽ trao số tiền 60 triệu đồng cho gia đình của em Hân. Mời ông. Chúc cho gia đình chị được thật nhiều sức khỏe và chúc cháu thực hiện được những ước mơ sắp tới. Xin cảm ơn. Chúc mừng ba gia đình. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta có quá nhiều cái niềm vui. Đầu tiên là gia đình của bé Tuyền ha. Hai bà cháu sẽ có một mái ấm, sẽ có được lập cái tôn lại trong ngôi nhà của mình. Gia đình của em Sơn có 20 triệu để có thể có thêm tiền học phí, đỡ gánh nặng cho bà. Gia đình của em Hân có 60 triệu đồng để mua cái xe đạp đi học, rồi có tiền để chữa bệnh cho mẹ, có tiền để trang trải học phí cho mình. Quá nhiều niềm vui ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã tham gia chương trình Mãn Gia Đình Việt. Yeah. Cảm ơn Minh Luân, cảm ơn Phương Thanh rất là nhiều. Mặc dù trời mưa nhưng tôi vẫn cứ thực hiện chương trình quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Yeah. Hẹn gặp lại vào lúc 20:20 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 là truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Mái ấm gia đình, tiền nguyện con không thể quên. Mái ấm gia đình yêu thiêng liêng, như hương sinh thành mái chung tiền. Hãy tin con vợ, từ nay con bình yên. Mái ấm gia đình, mái ấm gia đình. Đón xem Mái Ấm Gia Đình Việt phát sóng vào lúc 20:20 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 và 20:45 trên kênh YouTube Golden Moon Network.